tất cả cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh khám phá và săn bắt của em. Thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký và like ủng hộ em nha mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu tiên nước biển nó cạn nè mọi người, thì cũng là vô một mùa nước biển cạn tiếp theo đó mọi người. Thì nó cạn tầm 5-6 ngày mọi người, thì tới mùa thì em gọi tới mùa nha mọi người. Thì rất mong mùa này dính được nhiều tôm tích to để quay cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì cũng như những lần trước thôi mọi người, thằng này sơ qua thì em sẽ đặt hết 97 nha. Thì ngày hôm nay em đem đi 97 nha, thì đặt hết 97 luôn. Thì đa số những hang này còn lại những hang cũ thôi mọi người. Để như mọi người xem là cái lúc này em đi đặt là không có cái hang nào nó mở miệng hang luôn nha mọi người. Tất cả hang nó đều là lắp miệng hang hết nha. Thì cũng còn hai hang nhưng mà tìm không thấy mọi người. Thì đặt 97 nhưng mà vẫn còn hai hang nha mọi người, hai hang mất dấu rồi. Mình tìm không thấy. Thì nước cũng ngày đầu đó mọi người nên nó cạn không có sát á. Với lại nó cạn rất là sớm nha, 5 giờ rưỡi là nó cạn rồi. Này dậy rất là sớm mới đi nha. Để mọi người thấy những cái hang em quay không? Không có cái hang nào nó thấy miệng hang hết mọi người. Nhưng mà được cái mấy hôm nay trời nó đỡ có gió mọi người, nước nó trong á. Nhưng mà mấy hôm trước trời nó như vậy là nước nó đục lắm mọi người. Với lại nước nó cạn không có sát á. Mọi người thấy không? Không có một, bất cứ cái hang nào nó mở miệng hết mọi người. Hang nào nó cũng bích hết nha. Thì thường đặt đầu mùa này cũng dễ dính mọi người. Tại vì nó tìm thức ăn đầu mùa á, nước cạn á mọi người, thì nó sẽ dễ lên hơn nha mọi người. Thì để xem mọi người theo chân em xem hôm nay em bắt được bao nhiêu con nha mọi người. Thì đây cũng là quá trình em bắt đặt bẫy. Để mọi người thấy hang không? Thì cái hang này á mọi người đã bắt dính một con cái rồi nha. Cái hang em đang quay này nè. Con đực thì hôm trước nó lên đó mọi người, nhưng mà nó bị dính cái lỗ tai đó mọi người, dính cái mang tai bên hông đó mọi người. Thì ruột ra thì tét của cái mang tai bên hông đó nha. Thì em đặt hoài không ôm lên, chỉ có con cái lên thôi, thì con đực nó không lên lại nha mọi người. Thì cái hang này cũng vậy luôn nha mọi người. Hang này em có làm dấu rồi. Hang này thì hôm trước mùa trước đó mọi người, cuối mùa trước thì em đã dính được con đực hang này nha. Thì hôm nay em quay lại em đặt cái con tôm tích cái nha mọi người. Thì cố gắng làm sao để bắt cho nó hết cái chỗ này hoặc nó bớt đó mọi người. Để đi những chỗ khác kiếm những con tôm tích nó dạng hơn để quay cho nó đẹp nha mọi người. Thì những hang này bây giờ là không có ngồi quay được đâu mọi người. Nó lâu lên lắm mọi người ơi. Mấy người thấy hang không? Nó làm rất là bích nha. Thì cái hang này cũng hơi nhỏ nha mọi người. Hang này thì em mới thấy thôi mà cảm thấy nó hơi nhỏ nha. Thì đặt những con nhỏ quá lặn mốt lặn hai á mọi người, nhỏ quá thì em sẽ mang về em ăn nha. Tầm một lặn 8, lặn 9, 2 lặn thì em mới bán nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Đây là cũng là cái hang hôm trước em đã dính được con đực nha mọi người. Cuối mùa trước em dính hang đực của con cái hang này nha mọi người. Đấy, thì bây giờ em tiếp tục quay lại để đặt con tôm tích cái nha. Thì những cái hang này là em phải làm dấu lại mọi người, nếu mà không làm dấu là sẽ không bao giờ mà tìm được đâu mọi người. Nhưng mà hôm trước mà như vậy là nước nó đục mọi người, không thấy gì hết luôn nha. Đấy là đây là cái bẫy đầu tiên nó sụp rồi nè mọi người. Em đứng từ xa em đã thấy luôn mọi người, thì em đi quay tới luôn nha. Rất là may mắn luôn, hang đầu tiên nó sụp rồi nè mọi người. Thăm thì đã có một hang sụp rồi nè. Để em kéo lên coi tôm tích này to không nha mọi người. Thì có con này cũng là bắt con đực rồi nha mọi người, còn một con cái thôi nha. Wow mọi người, con tôm tích này rất là to mà có gạch nha mọi người. Em đã thấy cái lượng gạch ngay cổ nó này nha. Khá là may mắn luôn, đầu mùa thì mới đặt cũng có hơn một tiếng là đã dính được một con rồi nè mọi người. Chỉ có ngồi chơi ăn sáng rồi đợi nó lên ra thăm thôi nha mọi người. Đây là con tôm tích cái đầu tiên nha mọi người. Thì mọi người lúc nãy lên mọi người thấy cái càng nó búng lên rồi đó mọi người. Những con này còn nguyên càng nữa nha mọi người.
Đấy, mọi người thấy cái lường gạch màu vàng cái đuôi nó không? Đấy, ở đây là mọi người thấy rõ hơn nè. Khá là to và đẹp luôn mọi người. Thì những con có gạch thì nhìn rất là đẹp nha. Thì một tí những con này nó đổi màu thì nhìn hết, thấy hết gạch trong người nó luôn nha mọi người. Đây, tiếp tục cái hang thứ 2 sụp 7 nè mọi người. Cũng là cái hang mà bà đã bắt con đực rồi nè mọi người. Thì chắc chắn con này là con cái rồi. Thì những hang mà mình bắt con đực rồi còn con cái mọi người, tỷ lệ có gạch rất là cao nha. Cái hang này mọi người, nó có một cái cua ở dưới đó mọi người. Với lại nó có đá mọi người, nó dính rất cứng luôn nha. Em không thể nào kéo nó lên được luôn á mọi người. Nó dính rất là cứng nha. Em chỉnh tới chỉnh lui lâu lắm luôn rồi thì mới kéo nó lên hơi hơi được một tí. Em phải chọc tay xuống nha mọi người. Thì cái con này lúc kéo lên mọi người, cái cổ nó bị quẹo ngay một bên, nhưng mà nó không bị làm sao nha mọi người. Rất là may mắn luôn. Như nó mà cụp người giống như mấy con tôm tích trước thì nó là thì chết nha mọi người. Em đang có điều chỉnh lại cho nó đừng có xiết cái bẫy quá để đứt cái người con tôm tích nè mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Bên hông em toàn là đá không? Nó bám vô đá mọi người, không lên được nữa rồi đó. Bây giờ thì rất là cứng rồi nè, em phải chọc tay xuống nè mọi người. Đấy. Cái khúc này em có giật lên một tí đó mọi người, bị nó đâm nhưng mà hụt cho mọi người. Đây em ơi, nhìn kỹ nè, đó, lúc này nó búng nhưng mà hụt nè mọi người. Đấy, em có chụp được cái càng của nó mọi người. Rất là nguy hiểm nha. Đấy, dính bẫy rồi nhưng mà vẫn bị đâm như bình thường nha mọi người. Nếu người thấy cái cổ nó bị quẹo ngang bên nè. Đó. Cái cổ nó bị cụp ngang một bên đó mọi người, bởi vì nó mới cứng như vậy nha. Thì con này gạch rất là nhiều luôn mọi người. Rất là may mắn luôn mọi người, đặt hai cái hang cũ mà đã dính được hai con tôm tích cái có gạch luôn mọi người. Thì hai con này to luôn nha mọi người. Hai con này rất là to luôn nha. Thì mở màn mùa biển đầu tiên như vậy là rất là may mắn nha mọi người. Hai con đều có gạch hết nha. Thì bây giờ em có thả nó vô vũng nước này nè mọi người, để nó bơi. Với lại mình cắt cái càng của nó đi nha. Thì như mọi người xem video em lâu thì mọi người cũng biết rồi đó. Thì hai con cái thì mình phải cắt càng thôi. Đấy, con đực thì mình cũng không cắt cũng được. Mọi người thấy cái càng của nó bén cực kỳ luôn á mọi người. Xảy ra một cái là nó đâm liền nha. Còn nó mà đâm vô nhau là nó chết nha mọi người. Nó mà móc vô bụng nhau hoặc nó móc vô đầu nhau, cắn vô mắt xong là nó chết nha. Mình cắt càng nhưng mà nó vẫn cắn được nhau nha mọi người. Trong cái đầu của nó có mấy cái miệng nó có cái mấy cái quặp li ti nhỏ mọi người. Nó có thể xé được thịt con tôm tích khác luôn đó mọi người. Định hôm nay á mọi người, hai con này em thấy nó cũng có hung dữ đó mọi người. Chắc em tí em bỏ vô chai mọi người. Thì đây là đi thăm cái bẫy dính thứ ba nè mọi người. Thì rất là may mắn luôn, cái bẫy đã sụp được 3 bẫy rồi nè mọi người. Thì cái hang này á, thì em chưa biết con đực hay con cái nha mọi người, phải kéo lên mới biết được nha. Tại vì cái hang này em đặt cũng nhiều lần lắm rồi nhưng mà không dính được con nào nha mọi người. Thì đây là con tôm tích đực nha mọi người. Mọi người thấy không, tôm tích đực cái càng của nó rất là dài luôn, nó dài gấp đôi con tôm tích cái nha. Hey, con tích đực con này cũng được là mọi người, không to khủng lắm nhưng mà nó cũng dạng là to rồi đó mọi người, tầm cỡ này là to rồi đó mọi người. Đấy, thì rất là may mắn luôn mọi người, dính được hai con cái và một con đực rồi, hai con gạch và một con đực không có gạch nha mọi người. Con đực thì chắc chắn là không bao giờ có gạch rồi. Đấy, bây giờ là ba con bỏ vô mà nào nó đã muốn kính xô nè mọi người. Thì cái xô này to hơn cái xô hôm trước em đem rất là nhiều nha mọi người. Thì bây giờ nước nó có lớn rồi đó mọi người, thì đợi tới nước lớn luôn mới đi thăm lại thì mới cái bẫy cái hang này dính con đực nè mọi người. Nhưng mà bây giờ quay ra mới dính con cái nè mọi người. Thì mùa trước em dính con đực rồi đó mọi người, bây giờ em quay coi em đặt thì dính con cái luôn nha. Thì nước bây giờ cũng tới
gần tới đùi em rồi đó mọi người, thì ra thăm thì cái hang này nó mới lên nha. Nó dính cũng cứng lắm mọi người, tại vì em đi thăm lúc mà nước lớn á thì không có người theo quay nha mọi người, em phải tự quay nha. Thì nước này thì không cần phải lặn nha mọi người, nó đứng tới đầu gối thôi thì em cúi người xuống là em kéo con tôm tích lên được rồi nha. Đây mà con kéo nó lên được rồi mọi người, con cái nha. Thì con này nó có màu vàng nha mọi người, nhưng mà nó có gạch luôn nha. Thì con này cực kỳ nhiều gạch luôn nha mọi người, nó giống như con hai con trước vậy đó mọi người. Thì tí mọi người cái lúc mà em mang về nhà hàng của mọi người thì mọi người sẽ nhìn cái gạch của nó rõ hơn nha. Thì về lúc đó nó đổi màu đó mọi người, mình nhìn rất là kỹ nha. Đây là nó hơi hơi đổi màu rồi nè mọi người. Đấy là bắt đầu thấy hết gạch trong người của nó rồi đó. Rất là thích luôn mọi người. Thì rất là may mắn luôn mọi người, đầu mùa mà dính được 4 con rồi đó mọi người. Trong đó là có 3 con gạch rất là to nha mọi người. Đây tiếp tục cái hang thứ 5 số 7 nè mọi người. Thì hôm nay em đi khá là may mắn luôn mọi người. Nó lên hơi 50% rồi đó mọi người. Đặt 97 mà bây giờ đã dính được 5 con rồi nè mọi người. Để em kéo lên nha mọi người. Thì con tôm tích này là con tôm tích cái nha mọi người. Nhưng mà con này cũng còn nhỏ thôi mọi người. Con này thì một lần 7 lần 8 mà mọi người. Nhưng mà hôm nay dính cũng được nhiều đó mọi người. Thì em sẽ để một con lại em ăn nha. Đấy, thì bây giờ hai con lúc nãy mọi người mới dính đó thì em sẽ cắt càng nha. Thì hai con cái đầu tiên thì em đã cắt càng rồi nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ cắt càng hai con này luôn nha. Đấy em cắt cái con này luôn nha mọi người. Thì được 3 con gạch rồi đó mọi người, khá là may mắn luôn mọi người. Thì cái con kia mọi người nó búng lộn quá mọi người, nó hung dữ quá, nó cắt càng rồi nhưng mà nó vẫn lấy cái mấy cái ngoe trong miệng nó cắn nhau nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ bỏ tụi nó hết vô chai nha mọi người, cho nó an toàn nha. Tại vì còn đợi để thăm mấy cái bẫy cuối nữa mọi người, còn đợi để thăm 4 cái bẫy nữa nha mọi người. Đấy, thì bây giờ em sẽ bỏ mấy con tôm tích này vô trong chai hết nha. Thì ngày mốt chắc em cũng sẽ bỏ vô chai mọi người. Hôm trước nó cắn nhau, nó kéo nhau mà gớt hết mấy cái càng, mấy cái ngoe trong miệng nó luôn mọi người. Mấy con cái thì nó rất là hung dữ nha, mình cắt càng nhưng mà nó vẫn bấu được nhau nha mọi người. Đấy, em đang có bắt từng con để em bỏ vô chai nha mọi người. Thì 5 con mọi người, em chỉ bỏ vô chai 4 con thôi nha. Thì để một cái con cái to ở ngoài cũng không sao nha mọi người. Lần sau thì em sẽ đem hết chai theo nha mọi người, cứ để một con ở ngoài thôi, còn bao nhiêu thì mình bỏ vô chai hết cho nó an toàn nha. Để ngoài nó cắn nhau chết rồi thì rất là tiếc nha mọi người, một con rất là nhiều tiền nha. Mọi người thấy hay á mọi người thì mọi người nhớ like để ủng hộ em với nha mọi người, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha mọi người, để em cố gắng hơn nữa để làm những video thật là hay nha, thiệt là hay, thật là đẹp, tất kiếm những con tôm tích rất là to cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì dính 5 con cũng là trúng mánh rồi đó mọi người. Thì trung bình mà dính nằm 2 con to to là thấy đã có tiền rồi mọi người. Mà hôm nay rất là trúng mánh, dính được 5 con nha. Thì hôm nay trúng mánh thì em sẽ để một con này ăn nha mọi người. Con kia cũng hơi nhỏ nha. Thì đầu mùa mình bỏ những con to có gạch cho khách nha. Nhà hàng người ta dễ bán nha. Thì những con nhỏ quá thì mình để lại mình ăn một con cũng không sao nha mọi người. Thì bây giờ em có đi về nhà hàng và em bỏ hết những con tôm tích ra để em cân cho tất cả mọi người cùng xem nha. Thì em cũng khi có bỏ tôm tích vô chai mọi người, gần như là không bỏ luôn mọi người, thì lấy ra nó hơi khó nha mọi người. Em cũng tại vì nó to mọi người, bỏ vô cái chai nước ngọt đó mọi người, lấy vô lấy ra rất là khó nha. Chỉ con thứ hai con thứ ba lấy vô lấy ra rất là lâu nha mọi người.
Thì em đang có đem về nhà hàng để em xếp hết để em cần nữa mọi người thấy không? Cái chai nước ngọt lớn đó mọi người mà bỏ vô nó muốn bít luôn đó mọi người. Đấy thấy không? Rất là khó khăn, lấy ra rất là khó cho mọi người. Đấy, em đang có lôi tụi nó ra nha mọi người. Đấy, bây giờ nhìn vô con tôm tích kìa mọi người. Mọi người bây giờ nhìn vô mới thấy cái gạch nó nhiều như thế nào nè mọi người. Mọi người thấy con ở giữa và con ngoài cùng không? Gạch rất là nhiều luôn nha. Thì cái con to nhất bên hông này đó mọi người, thì nó có gạch nhưng mà nó chắc thịt đó mọi người, nên mình nhìn không thấy rõ nha. Thì hai con kia nhìn rất là rõ luôn nha. Rất là may mắn luôn mọi người ơi. Thì em sẽ cân theo luôn bốn con này xem được bao nhiêu nha mọi người. Thì chắc chắn là hơn 1 kg rồi, nhưng mà chưa biết là bao nhiêu nha mọi người. Thì con nhỏ kia thì em có bắt ra rồi mọi người. Thì bây giờ bỏ con to nhất lên thử nè mọi người. Đấy, con to nhất thì 3 lạng 8, 3 lạng 9 gì đó mọi người, 4 lạng nha. Còn tí ti nữa được 4 lạng nha mọi người. Thì cân tổng luôn xem được bao nhiêu nha mọi người. Thì 4 con này được 1 ký 1, gần 1 ký 2 nha mọi người. Thì em rất cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ cho em. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào tất cả mọi người.